Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã khai mạc trọng thể tại Đà Nẵng với sự tham dự của các nhà lãnh đạo và trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC. Những dấu mốc quan trọng cũng như sự kỳ vọng, sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng ngày 11 tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng, hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đã khai mạc trọng thể. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên APEC. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde đã tham dự phiên họp kín đầu tiên với tư cách là khách mời của hội nghị. Theo thông lệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lần lượt đón các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đến hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Tại hội nghị, Chủ tịch nước cho rằng APEC cần phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bối cảnh đó, đòi hỏi APEC phải khẳng định và phát huy vai trò tiên phong trong việc tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng, thương mại, đầu tư, kết nối, cũng như cách thức để người dân được thụ hưởng đồng đều từ quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đóng góp vào tạo dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng. Trên tinh thần đó, hội nghị của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm hai phiên họp kín và tiệc trưa làm việc. Tại phiên họp đầu tiên này, tôi đề nghị chúng ta thảo luận về tăng trưởng sáng tạo, phát triển bao trùm và việc làm bền vững. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde đã trình bày về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới và khu vực và đưa ra những gợi ý chính sách về các động lực mới để châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết trong thời gian tới. Tại phiên họp kín thứ hai diễn ra vào chiều cùng ngày, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã thảo luận và nhất trí thông qua kế hoạch hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội nhằm khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng APEC phát triển bao trùm và tự cường. Cũng trong chiều cùng ngày, lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2018 cho Papua New Guinea đã được tổ chức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chúc mừng Papua New Guinea đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà APEC 2018, đồng thời cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để sự kiện thành công tốt đẹp. Vào tối ngày 10 tháng 11 tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể và chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Gala Dinner chào mừng các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và các phu nhân, phu quân nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017. Chào mừng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, ca dao Việt Nam có câu, anh em bốn bể là nhà. Nhưng còn hơn thế, cùng sống ở bên bờ Thái Bình Dương, suốt hàng chục năm qua, các nền kinh tế APEC may mắn được chia sẻ trái ngọt của hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. Đúng như chủ đề mà chúng ta đã cùng xác định cho năm APEC 2017 là tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Tận đáy lòng mình, chúng tôi mong các bạn sẽ cùng Việt Nam viết tiếp câu chuyện thành công của APEC nói chung và của Việt Nam nói riêng. Cùng với sự đón tiếp trọng thị, ấm áp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho lãnh đạo các nền kinh tế APEC, tiệc chiêu đãi còn mang tới những trải nghiệm đặc biệt qua những tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc nhưng không kém phần hiện đại. Thưởng thức sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam được ẩn giấu trong những nét hoàng liên tinh xảo, đáp ứng lòng mong đợi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, mang tới thế giới lòng hiếu khách và tình cảm chân thành của người dân Đà Nẵng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.
Ngay sau sự kiện, các nhà lãnh đạo cấp cao đã thưởng lãm bữa tiệc pháo hoa kéo dài 21 phút, tượng trưng cho 21 quốc gia. Màn pháo hoa đã mang đến cho những vị khách đặc biệt một buổi tối trọn vẹn khi dự tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Còn vào sáng ngày 11 tháng 11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit, hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhân dịp lãnh đạo các quốc gia này tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào ủng hộ 100.000 đô la Mỹ cho nhân dân miền Trung chịu hậu quả nặng nề của cơn bão Danrei vừa qua. Hội kiến Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch nước đề nghị Hàn Quốc tiếp tục dành cho Việt Nam các khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản viện trợ ODA với lãi suất ưu đãi hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Tại cuộc tiếp Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Campuchia trên tinh thần quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài. Vào chiều ngày 11 tháng 11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì họp báo quốc tế về kết quả hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Tham dự cuộc họp báo có hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước. Là thành viên tích cực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ, để đến được hội nghị cấp cao ngày hôm nay, trong suốt năm qua, các bộ trưởng quan chức cấp cao APEC cùng với cộng đồng doanh nghiệp và học giả trong khu vực đã tiến hành hơn 240 cuộc họp tại 10 tỉnh thành phố của Việt Nam. Các cuộc họp đã thống nhất đề xuất các biện pháp thúc đẩy đối thoại, hợp tác và liên kết APEC, tạo động lực mới cho tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực. Chủ tịch nước cũng cho biết, hội nghị cấp cao APEC đã thông qua tuyên bố Đà Nẵng, tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Thứ tư, chúng tôi đã thông qua khuôn khổ phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Các định hướng chính sách và biện pháp đề ra trong khuôn khổ không chỉ đáp ứng quan tâm chung của khu vực mà còn là đòn bẩy giúp Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho biết, hội nghị cấp cao APEC lần này đã tái khẳng định cam kết hoàn tất thực hiện các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy thuận lợi hóa đầu tư, kinh doanh và dịch vụ, tăng cường hợp tác kinh tế kỹ thuật, tiếp tục nỗ lực hướng tới hình thành khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hội nghị cấp cao APEC cũng nhất trí thông qua khuôn khổ APEC về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới và bộ kinh nghiệm điển hình APEC về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, thành lập nhóm tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ các quan chức cao cấp trong việc xác định hướng đi và tương lai của diễn đàn sau năm 2020. Chủ tịch nước khẳng định, năm APEC 2017 là cơ hội quý báu để Việt Nam góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ nhà thành công. Đó là đánh giá của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phiên họp báo vào trưa ngày 11 tháng 11. Trong 30 phút họp báo, Tổng thống Putin đã trả lời nhiều câu hỏi, trong đó có nhận xét về công tác tổ chức của nước chủ nhà. Đánh giá công tác tổ chức thì Việt Nam đã làm tất cả để hội nghị diễn ra một cách hiệu quả và thành công. Hội nghị đã dành nhiều sự chú ý vào các vấn đề kinh tế. Các vấn đề được thảo luận đều rất thực tế và được các nền kinh tế thành viên APEC quan tâm. Ví dụ như Việt Nam đề cập đến nền kinh tế số và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Putin đã đề cập đến quan hệ của Nga với một số quốc gia, cũng như trao đổi về tự do hóa thương mại toàn cầu. Chiều ngày 11 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi đến Đảng, Chính phủ và nhân dân các địa phương bị thiệt hại do thiên tai thời gian qua. Đồng thời tuyên bố, Chính phủ Trung Quốc viện trợ vật chất trị giá 10 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ khắc phục thiên tai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn lời thăm hỏi sâu sắc và việc hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam
coi trọng quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trước hết, tôi nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí đã tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, xác lập tư tưởng của đồng chí Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Đặc biệt đại hội lần này của Trung Quốc đã đề ra những định hướng lớn, những mục tiêu chiến lược phát triển quan trọng. Tôi trân trọng chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được bầu lại làm tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và suy tôn là hạt nhân lãnh đạo của toàn đảng. Tôi rất vui gặp lại Thủ tướng tại Đà Nẵng. Tháng 9 năm ngoái, trong thời gian Thủ tướng thăm Trung Quốc, chúng ta đã có cuộc gặp rất thành công. Chuyến thăm của tôi vào ngày mai tại Hà Nội sẽ tiến thêm một bước củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và sự sắp xếp chu đáo của phía Việt Nam. Tôi được biết, các đồng chí đã làm rất nhiều việc cho chuyến thăm này của tôi. Điều đó thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ Trung Việt của phía Việt Nam. Chuyến thăm lần này của tôi theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là lần thứ hai, cách nhau 2 năm, tôi được thăm lại Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh hội nghị các nhà lãnh đạo cấp cao APEC đã được tổ chức rất thành công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những tiến triển hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thiết thực giữa hai nước trong thời gian tới. Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên kiên trì giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam. Thưa quý vị, một hiệp định mới có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, sẽ thay thế Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP không có Mỹ. Đây là tuyên bố chính thức từ cuộc họp báo diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 11 tại Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đồng chủ trì. Diễn biến đàm phán một TPP không có Mỹ diễn ra trong tuần lễ cấp cao APEC là những nỗ lực rất lớn của tất cả các bộ trưởng TPP. Sau 4 vòng đàm phán liên tục kéo dài hàng giờ đồng hồ, có phiên kết thúc vào lúc nửa đêm. Cuối cùng thì một kịch bản mới cho TPP không Mỹ đã đạt được. Các bộ trưởng đã nhất trí rằng CPTPP phải duy trì được tiêu chuẩn cao, có sự cân bằng tổng thể và đảm bảo tính toàn vẹn của hiệp định. Trong khi đó, vẫn đảm bảo lợi ích về không chỉ thương mại mà cả các lợi ích khác của tất cả các nước tham gia. Chất lượng của hiệp định thể hiện qua hai cái từ bổ sung là toàn diện và tiến bộ là điều mà tất cả các bộ trưởng của TPP-11 đều thống nhất và muốn nhấn mạnh và coi đó là cái mục tiêu chung có tính bao trùm của hiệp định TPP. Và chính vì vậy thì cái tên gọi mới CPTPP đã được sự đồng thuận rất cao của tất cả các bộ trưởng. Dù rất khó khăn, chúng tôi đều xác định là sẽ phải đạt được thỏa thuận ở Đà Nẵng. Chúng tôi vẫn cố phải cân bằng, duy trì chất lượng cao trong khi phải thực tế để các nước thành viên có thể thực hiện. Việc hiệp định mới được ra đời ngay trong lúc Việt Nam tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017 là một điểm nhấn quan trọng trong tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại khu vực, một mục tiêu xuyên suốt kể từ khi APEC được thành lập. Hiệp định CPTPP mới sẽ treo 20 điều của thỏa thuận TPP ban đầu, trong đó có 10 điều là liên quan tới sở hữu trí tuệ. Ngoài ra còn 4 điểm được đề riêng để các bên thống nhất trong thời gian tới. Tuy còn nhiều phiên đàm phán kỹ thuật của CPTPP phải làm, thế nhưng theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi họp báo ngày hôm nay, thì đoạn đường khó khăn nhất đã đi qua. Trong phần tiếp theo của bản tin, những dấu mốc quan trọng cũng như sự kỳ vọng sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa
quý vị, vào đúng 17 giờ 30 phút chiều ngày 11 tháng 11 theo giờ Hà Nội, chiếc chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Tổng thống Mỹ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phóng viên Thanh Hoa sẽ gửi đến chúng ta những hình ảnh đón Tổng thống Mỹ tại sân bay Nội Bài. Kính chào quý vị khán giả! Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ là một trong những vị tổng thống nhận được nhiều sự quan tâm nhất của giới truyền thông trên thế giới. Vì thế mà không có gì là lạ khi mà có rất là nhiều phóng viên báo chí của trong nước và quốc tế đã có mặt tại sân bay Nội Bài từ nhiều tiếng đồng hồ trước để chờ đón, ghi lại những hình ảnh đầu tiên của chiếc chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Lúc này thì chúng ta có thể thấy hình ảnh của Tổng thống Donald Trump ở cửa máy bay và ông đang bước xuống. Hà Nội đón chào Tổng thống với thời tiết khá đẹp, nền nhiệt độ cao hơn so với thời tiết gió và khá lạnh vào giữa tuần. Đón Tổng thống Mỹ tại sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Trên bình diện ngoại giao của Việt Nam và Hoa Kỳ thì Tổng thống Mỹ Donald Trump là Tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam sau Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống George Bush và Tổng thống Barack Obama. So với các Tổng thống khác thì Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sớm nhất sau khi nhậm chức. Là một Tổng thống mới nhậm chức chưa đầy một năm với đường lối đối ngoại riêng thì chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam được dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm. Mỗi hành động, phát ngôn hay những dòng tweet của ông về chuyến đi đều được đặc biệt chú ý. Không chỉ giới truyền thông mà người dân của Việt Nam cũng rất là quan tâm đến chuyến đi lần này của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Tuy nhiên là Hà Nội chắc có lẽ sẽ không có dịp để lưu lại những hình ảnh đời thường của vị Tổng thống, giống như là các nguyên thủ của một số nước đến thăm APEC lần này. Bởi vì là lịch trình của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội rất là bận rộn. Lúc này thì đoàn xe đón Tổng thống Donald Trump đang rời khỏi sân bay. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ sẽ dự tiệc chiêu đãi nhà nước vào tối nay. Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào sáng mai, sau đó sẽ là cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và tiếp theo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Còn bây giờ thì xin được trở lại với trường quay. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam lần này được cho là sẽ tiếp tục để hai nước có cơ hội trao đổi, tìm ra các biện pháp để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, phù hợp với xu thế chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về những dấu mốc quan trọng cũng như sự kỳ vọng, sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời gian tới. 22 năm trước, Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ. Lịch sử của mối quan hệ hai nước bước sang một trang mới. Kể từ thời điểm đó đến nay, hai bên đã liên tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao như chuyến thăm lịch sử đến Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama và gần đây nhất là chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo nhiều chuyên gia nhận định thì quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ kể từ khi chính thức bình thường hóa đã có sự phát triển mạnh mẽ, vượt qua sự mong đợi. Quan hệ Việt-Mỹ trong độ khoảng 10-20 năm trở lại đây là nó có một cái nhân tố thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh. Cái nhân tố này là nó vượt qua cả đảng phái Cộng hòa hay Dân chủ ở Mỹ. Còn đối với chúng ta thì xuyên suốt. Thế thì rõ ràng là Việt Nam là một đối tác, bây giờ là đối tác quan trọng, tôi nghĩ là hàng đầu của Mỹ ở Đông Nam Á và ở châu Á, Thái Bình Dương. Cái đó là cái vị thế của Việt Nam. Không những là chúng ta ủng hộ vào vấn đề phát triển và vấn đề hòa bình, ổn định, mà còn cả những vấn đề khu vực và thế giới. Bình luận về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều nhà ngoại giao cho rằng việc liên tiếp 4 đời Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam cùng với việc một Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam ngay trong đầu nhiệm kỳ đã cho thấy một bước phát triển rất lớn trong quan hệ hai nước. Điều này sẽ mở ra những cơ hội mới cho hợp tác mang tính bao trùm trên nhiều lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm. Chuyến thăm của một Tổng thống, theo nhiều lẽ,
luôn là biểu tượng của việc làm sâu sắc hơn quan hệ của Mỹ với Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác ngày càng vững mạnh trong lĩnh vực an ninh và các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, trong các lợi ích an ninh liên quan đến chống các tổ chức khủng bố xuyên quốc gia, đến tầm quan trọng của duy trì tự do hàng hải, nhằm đảm bảo hai nước xây dựng một mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực quốc phòng để có thể ngăn chặn xung đột và chiến tranh, đảm bảo cho mọi người được sống trong hòa bình và an ninh. Ngoài ra, chuyến thăm cũng sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Cuối năm 2001, Hiệp định Thương mại song phương Việt-Mỹ có hiệu lực. 15 năm sau, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng từ 1,5 tỷ đô la Mỹ năm 2001 lên 53 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Đồng thời, Mỹ xếp thứ 8 trong tổng số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam với 815 dự án có tổng vốn đăng ký trên 10 tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ mở ra một trang mới trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Chúng ta cũng rất mong muốn là phía Mỹ khẳng định lại những cái chính sách trước đây hoặc là khẳng định cái chiều hướng quan hệ phát triển nhanh và bền vững như vừa rồi hay là nó chững lại. Thì đó là một vấn đề mà chúng ta rất quan tâm và tôi hy vọng là cái chuyến thăm này là sẽ giải quyết được vấn đề đó. Và cuối cùng thì nó có cái hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và của Việt Nam. 22 năm không phải là quãng thời gian dài, nhưng đã đủ để cho Việt Nam và Hoa Kỳ xây dựng lòng tin chính trị, tiếp tục hướng tới những mối quan hệ bền chặt hơn trong tương lai. Và chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump được cho là một dấu mốc mới, phản ánh sự cất cánh trong quan hệ song phương, hứa hẹn tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vào tối ngày 10 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bùi Chám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chung vui với bà con nhân dân thôn Bùi Chám trong ngày hội đại đoàn kết, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của thôn. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng nhân dân các dân tộc thôn Bùi Chám nói riêng và tỉnh Hòa Bình nói chung sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể của tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm để nhân dân có điều kiện thực hiện và đạt được kết quả tốt nhất những tiêu chí thi đua đã đề ra. Bão số 13 dự báo có thể sẽ suy yếu thành vùng thấp khi đi đến vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi. Vào sáng ngày 11 tháng 11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp giao ban để thông tin và nhận định về cơn bão số 13. Lúc 16 giờ chiều ngày 11 tháng 11, bão cách huyện đảo Hoàng Sa 410 km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo 24 giờ tới, bão đi hướng Tây, sau là Tây Tây Nam, tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Đến 16 giờ ngày 12 tháng 11, tâm bão ở phía bắc huyện đảo Hoàng Sa, cường độ đạt cấp 8. 24 đến 48 giờ tới, bão đi 10 km một giờ theo hướng Tây Tây Nam và yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây huyện đảo Hoàng Sa. Sáng ngày 11 tháng 11, trên 61.000 tàu thuyền đã biết đến diễn biến của bão để chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật thông tin cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, kiểm tra, rà soát, ứng phó với bão lũ, đặc biệt là tuyên truyền để người dân không chủ quan với mưa bão. Những thông tin về cơn bão số 13 cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy truy cập vào trang web vtv4.vn cũng như là YouTube để xem lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.